Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Triệu có về một bộ gò bàn 7 món gò đỏ với một cái sập giường gò đỏ nha cô chú chị mình ha, với đồ gốm đó để giao lưu cho cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đồ gốm bữa nay là đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay luôn. Mã số 1A đầu tiên đó chính là một cặp bình tàu đó, hoa văn họa tiết vẽ tay, chiều cao 4 tấc 7, đường kính miệng là 1 tấc rưỡi. Chu vi bình này á, là 59, bình thì nguyên si lành tích 100%, không có bị lỗi lầm ha. Đó, đế thì vẫn còn nguyên lành lặn luôn. Đó, liền lạc hết trơn. Cặp này thì dạng tàu xưa. Đó, đây cô chú mình xem giùm em ha, giá là 3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, 3 triệu bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Mã số 2 cũng là một cặp bình tàu luôn, nhưng mà cái tích của nó thì nó khác hơn nha. Tích của nó là cầm kỳ thi họa. Đó, như mình xem giùm em ha, cao là 60, đường kính miệng của nó luôn là 2 tấc 2, chu vi bình này của nó luôn là 93, hàng thì lành tích luôn nha, bao đẹp đúng anh chị mình luôn, chuẩn đồ bao đẹp. Đó, mã số 2A, để dưới thì cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, lành tích hết trơn. Đó, hàng thì tàu xưa. Đó, thập niên 90, cặp này thì giá là 3 triệu 4, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, 3 triệu 400 ngàn. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 3 đó chính là một cặp bình, chiều cao của nó luôn á là 6 tấc 3, đường kính miệng của nó luôn là 2 tấc 1, chu vi lớn nhất trên này của nó luôn là 95. Cặp này thì cũng là nguyên si lành tích 100% nha, bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn, hàng tàu xưa, hoa văn họa tiết dễ tay. Đó, đây cặp này thì em giao lưu cô chú anh chị mình luôn, giá cũng là 3 triệu 4, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 3 triệu 400 ngàn. Một cái ché lấy thiêu. Đó, ché này thì quay thì đã sức, từ miệng trở xuống đế thì lành. Đó, đế thì có sửa lại tí xíu nha. Cao là 55, 53, 5 tấc 3, đường kính miệng 2 tấc 2, chu vi lớn nhất của nó luôn là 110. Đó, hàng này là hàng của lái thiêu. Đó, chân đề co thì vẫn đẹp cho cũng như mình ha. Đế này có làm lại nè, chứ mình xem giùm cái đế nhà em nha. Đó, đây cái này thì em giao lưu là 1 triệu 2, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 1 triệu 200 ngàn, bao phí ship. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Em tên Triệu, qua tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 5, chiều cao là 95. Đó, đường kính miệng là 3 tấc, chu vi bình lớn nhất của nó luôn là 112. Hàng này là cũng là tàu xưa, hoa văn họa tiết dễ tay. Đó, rất là đẹp nha quý chị mình ha. Đó, mã số 5A. Cặp này thì liên lạc hết trơn nha quý chị mình ha. Em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Cặp này có giá là 5 triệu 2, bao ship toàn quốc cho chị mình luôn, 5 triệu 200 ngàn. Bao phí ship. Mã số 5. Đó. Đây, tới mã số 6 là những bức tranh đá tàu xưa nha. Đó, bức này thì tích của nó là trái chép vượt Long Môn, chiều cao là 86, bề ngang của nó luôn là 47 45, cao 85, bề ngang 45, hàng nguyên si lành tích 100% nha, tranh đá tàu xưa của chú nhà mình xem giùm em nha. Đó, tích của nó là cá chép vượt Long Môn. Đó, lật mặt sau cho chú nhà mình xem ha. Đây, đằng sau có một miếng dán ép nhỏ thôi. Đó, bức này thì em giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 1 triệu 900 ngàn, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 1 triệu 9, bao phí ship. Mã số 7 đó chính là một bức tranh đá tàu xưa. Đó, đồng tử du sưng, chiều cao là 45, bề ngang là 85. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng ha. Đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, liếc sơ quan vòng giùm em. Đó, như thấy rất là đẹp, tranh đá tàu xưa, hoa văn họa tiết dễ tay. Mã số 7. Đây, đế sau đây. Đó, giờ mình xem giùm em nha. Đó, bức này thì em giao lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, giá là 2 triệu đồng. Đó, mã số 8.
Đó chính là một bức tam đa Phúc Lộc Thọ, chiều cao là 85, bề ngang của nó luôn là 45. Đó, tranh đá tàu xưa, tích của nó thì liền lạc lành lặn hết. Đó, bức này là tranh tích người, ta nói nhất cảnh nhất dân nhì nhật tam qua tứ cảnh nha. Đó, rất là đẹp, mã số 8 thì em giao lưu của chú anh chị, của chú anh chị mình. Đó, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Đó, của chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0939 80 6464 là số Zalo và Facebook. Tranh đá lớn thì em còn được 2 tấm. Bức này thì Phước Lộc Thọ nha. Đó, vui sưng. Cao là 73. Chiều dài là 1m28. 1m2. Đó, chiều dài là 1m2, cao là 73. Của chú chị mình xem sơ qua giùm em một vòng ha, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rất là đẹp. Liền lạc hết trơn luôn. Đó, tranh đá tàu xưa, đá là nguyên si nguyên tấm nha. Đó, không có bị nứt nẻ bể bẻ bất cứ chỗ nào. Đó, bức này thì cũng còn khá là liền. Khung này là khung mới nha, khung này là khung mới nha. Em báo của chú chị mình đều biết trước là khung mới. Bức này là 2.900.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. 2.900.000. Mã số 10. Đó, tích của nó tức là thịnh bờm số gió, chiều cao là 73. Chiều cao là 73 nha. Bề dài của nó luôn là 1m2. Cao 73, dài 1m2. Đó, thịnh bờm số gió, tranh đá tàu xưa, hàng nguyên si là lặn 100%. Không bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào. Đó, chú chị mình xem giùm em một vòng. Đó, tranh này thì khỏi chê rồi nha chú chị mình ha. Đó. Nhưng mà đặc biệt là khung mới thôi. Đó, giá cũng là 2.900.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 11 đó chính là một bộ dách 7 món. Nó gồm có là 2 đôn, 1 bàn. Đó, và 4 ghế. Để về em ghi cái ghế ra trước của chú chị mình xem ha. Ghế thì rất là lớn, tay là tay tròn. Phủ bì là 59, lọt lòng là 52, chiều cao từ dưới đất đi lên là 48. Đó, tới chỗ ngồi nha. Vách lưng là 1m đúng. Đó, chạm qua vân tay thì chạm rất là đơn giản như gì mình ha. Đó, mặt chạm này là 2 phân. Đó, bộ này thì rất là dày dặn. Nó em bao là không có mối mọt gì mà xâm hại luôn. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, hàng này thì tay cuốn rất là đẹp như chị mình ha. Đó, tay tròn. Đó, cũng như mà xem đế dưới giùm em một vòng. Rồi xong cái đế dưới luôn. Đây, đế dưới đây. Cô chú anh chị mình liếc sơ qua một vòng giùm em nha. Đó, rất là đẹp. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, đây là ghế nha. Đó, cũng như mình thấy giùm em ha. 4 ghế thì giống nhau. Đó. Đây, tới cái đôn. Đôn này thì đo ngang như vậy là 45. Trở lại là 35. Đó, anh chị mình xem cái đôn ha. Rất là đẹp. Đó, hàng thì nguyên si lành tích 100%. Đó, chạm thì nói chung là chạm tay không nhau với mình ha. Thủ công này thì bộ này thì tầm khoảng được vài chục năm thôi. Chứ cũng không có già đồ gì mấy nha. Đó, nhưng mà bộ này thì giá cũng đặc biệt và ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, từ trên xuống dưới cô chú anh chị mình thấy giùm em ha. Rất là đẹp. Đó, lật mặt dưới lên. Đó, đế thì không chê được chỗ nào hết. Đây. Đó. Đó, bộ này thì không có chê được nha. Rồi kinh cái bàn nó ra đây. Đó. Đây tới cái bàn, có gì mình xem cho em cái bàn nha. Bàn này thì nghe đi. 1m17. Đó, chiều dài là 1m17. Bề ngang là 55. Chiều cao 75. Đó, bấm lên nó nghe nó biết gì. Đó, chiều cao là 75. Hàng thường nguyên si lành tích 100%. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em lật mặt sau giùm em ha. Đó, hàng này thì không có bị lỗi lầm gì hết. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, nguyên si lành tích 100%. Bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, từ trên xuống dưới nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó,
Đây, bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đó, gồm có là 7 món. Đó, chú gì mình xem tổng thể bộ bàn giùm em. Đó. Đây, bộ này thì em giao lưu của chú chị mình luôn giá là 29 triệu. Đó, bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình ha. 29 triệu bao phí ship 1.000 cây số. Mã số 12 đó chính là một bộ một cái sập giường. Đó. Đây, sập này thì em bao của chú chị mình luôn. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, đá rất là đẹp, đá dân mây. Bề ngang phủ bì 2m 17 phân. Đó. Chiều sâu vô. Đó. Chiều sâu vô phủ bì là 1m 72. Đó. Vách lưng. Vách lưng này á là 1m 38. Đó. Đây. Đá dân mây như gì mình ha. Đó. Rồi từ dưới đất lên tới cái bàn là 5 tấc 2, hàng thì nguyên si lành lặn luôn, đá thì nguyên mặt. Đó, đá thì lạnh dờn như quý anh chị mình ha, bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Đó, bộ này thì không chơi được, cái lông sàn này là không chơi được chỗ nào hết. Rất là dày dặn, tất cả đều là sàn mỏng hết. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, đi sơ qua một vòng luôn. Cẩn thì ba mặt, một mặt trước, hai mặt bên hông. Đó. Quý anh chị xem giùm em ha, một mặt trước và hai mặt bên hông. Đó. Để cô chú anh chị mình đi qua một vòng cho cô chú anh chị mình xem và chiêm ngưỡng được những cái nét đẹp mà chạm chỗ cẩn. Đó. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chê được chỗ nào hết. Một cái sập giường rất là liền lạc luôn nha. Đó, còn trụ mà trụ đứng của nó luôn là một tấc 7 nha cô chú anh chị mình ha. Hai tấc đục lại còn tấc 7. Đó, còn cái đố tay này á là 4 phân. Đó, cẩn là ba mặt, rất là đẹp. Hàng nguyên si lành tích 100%. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mà lưu sập giường này. Đó, có giá là 85 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 85 triệu bao phí ship 1.000 cây số. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.